Ông bà ta ngày xưa có câu: cái răng cái tóc là gốc con người. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một clip review một ứng dụng gọi là hướng dẫn các bạn tạo được kiểu tóc ưng ý như là kiểu tóc của mình ngày hôm nay. Việc đầu tiên khi mà tạo kiểu tóc ấy thì nó rất là quan trọng, và quan trọng nhất là khuôn mặt. Không phải ai cũng biết mặt mình là mặt gì để mà chọn tóc hợp với mặt mình. Ví dụ như mình không biết mặt mình là mặt gì cả, nhưng mà bạn bè thường gọi mình một cái tên thân mật, mặt lồn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn ứng dụng SoWhat, một ứng dụng được gọi là giúp các bạn có thể chọn được kiểu tóc phù hợp với mình. Và trên màn hình hiện tại đây là cái giao diện của ứng dụng. Đầu tiên là nó sẽ giới thiệu chúng ta những cái mục đích, những cái mục tiêu mà nó hướng đến chúng ta đạt được trong ứng dụng này. Đầu tiên là định hình kiểu tóc phù hợp này. Cái thứ hai là kết nối với stylist hàng đầu, cái này mình không có nhu cầu. Cái thứ ba là cho mình bắt đầu luôn. Và mình sẽ chọn giới tính của mình là nam, và một là nam hay là nữ. Nó không cho mình cái ở giữa để mình chọn, nên là mình phải chọn nam. Thì sau đó mình sẽ bấm tiếp tục và nó cho chúng ta chọn một hoặc nhiều phong cách chúng ta yêu thích. Ở đây là có cá tính này, mạnh mẽ này, sáng tạo, đơn giản, hiện đại và cổ điển. Mình nó thích tìm cái gì nó nổi loạn một chút, nó gọi là nó phá cách một chút, nên là mình sẽ chọn kiểu sáng tạo. Tiếp theo, 55 kiểu phù hợp với bạn. Mẹ nó chưa biết mặt mình là mặt gì mà nó bảo là 55 kiểu phù hợp với mình. Mình sẽ xem là ở đây còn có cái gì để chúng ta có thể cài đặt được không. Có những cái tab là khám phá, nhật ký và thông báo. Nhật ký thì mình vừa đăng ký thì không có nhật ký rồi. Thông báo thì mình vừa vào cũng chưa có gì cả. Và mình sẽ thử xem một số cái tính năng. Mẹ nó không có tính năng gì à? Vào cái hỏi luôn là bạn đã tìm được kiểu tóc ưng ý chưa? Ưng ý con... Đây là bộ lọc tìm kiếm để chúng ta tìm kiếm theo cái gọi là cái tỷ lệ khuôn mặt của chúng ta. Ví dụ như là hình dạng khuôn mặt, độ dài tóc, khoảng giá, địa điểm, giới tính và phong cách yêu thích. Như giới tính và phong cách yêu thích thì chúng ta đã chọn ngay từ đầu rồi. Và bây giờ mình sẽ chọn là đi hình dạng khuôn mặt. Có mặt kim cương, mặt trái tim, mặt trái xoan, mặt tròn, mặt vuông, mặt tam giác, nhưng không có mặt lồn. Thì mình ở đây mình sẽ chọn là mặt mình là mặt trái xoan đi. Ví dụ như mặt bạn nào dài dài một chút thì bạn có thể chọn mặt trái bơm, hoặc là cái gì đấy nó tương tự một tí, và tóc của bạn chọn độ dài. Thì nếu như mình mà phong cách của mình bây giờ đang muốn nuôi tóc thì mình sẽ nuôi tầm từ 16cm thì mình đang định để tóc dài. Và địa điểm thì mình sẽ chọn là ở cái này nó cập nhật lên từng quận luôn ạ. Nó có hầu hết các quận ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đang ở quận Đống Đa, thì mình sẽ chọn quận Đống Đa. Và khoảng giá, hình như là cứ mỗi kiểu tóc thì nó sẽ cho mình một cái khoảng giá khác nhau, bởi vì tóc nó càng cầu kỳ thì cắt càng đắt. Nó cho mình từ 50.000 đến 4.1 triệu. Thôi từ 50.000 thôi. Đấy, mình chỉ dùng đúng 50.000 để cắt tóc và hoàn tất. Và thật là vui bởi vì không có chỗ nào cắt cho mình với giá 50.000 cả. Bây giờ mình sẽ thử nâng cái khoảng giá lên một tí, tầm cùng lắm là tầm 500.000 thôi. Để mình xem là với cái mức tiền 500.000 thì mình có để được cái kiểu tóc mà dài 16cm trở lên không. Bởi vì là 16cm thì nếu nhắc thì các bạn sẽ liên tưởng đến là chiều dài của một cái khác, chứ đéo phải là chiều dài của tóc. 5 kiểu phù hợp với bạn. Thì nó cho mình một kiểu là sáng tạo layer, sáng tạo nhuộm, sáng tạo uốn, sáng tạo quýt. Và trong này không có một chỗ nào mà mình thấy tóc nó giống là 16cm trở lên cả. Nói chung là ứng dụng này nó chỉ được gọi là mang tính tham khảo thôi. Mình đã xem một cái anh ở trên YouTube, anh ấy review. Anh bảo tìm được kiểu tóc ưng ý, tất nhiên là cái này không thể tìm được tóc ưng ý được. Ở Việt Nam mình bây giờ bảo ra cắt tóc ấy, như kiểu ra 30 size ấy, ông ra cắt kiểu gì nó cũng ra cho ông một kiểu undercut. Một là Mohican, hai là nó vuốt cho ông tóc bóng 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 như mấy bay thằng mà kiểu dân quẩy Vina Hay ấy. Chứ không bao giờ mà các bạn có thể định hình được kiểu tóc dài hay là kiểu tóc mà kiểu JVM của Mai bây giờ. Những cái chỗ đấy thì chúng ta nên đến những cái barber. Còn ứng dụng này nó mang một tính thương mại, và những cái cửa hàng mà nó nhắm đến tính thương mại nó chỉ chạy theo cái xu hướng. Nên là những cái người mà muốn có kiểu tóc đặc biệt thì dùng cái ứng dụng này thực ra là nó không khả năng lắm. Mấy kiểu tóc này các bạn ra ngoài bất kỳ cái cửa hàng cắt tóc nào nó cũng đều tư vấn cho các bạn được. Màu này chỗ nào cũng nhuộm được. Chứ còn những cái kiểu tóc mà nó mang yêu cầu cao một chút thì mình cảm thấy bây giờ ứng dụng này chưa thể nào mà đáp ứng được. Hy vọng vào trong tương lai nó sẽ cập nhật thêm.